Vì sao F-88 rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng? F-88 được thành lập năm 2013 và nhanh chóng gây chú ý trên thị trường, nhất là vài năm trở lại đây, khi hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn, tức không được các ngân hàng cho vay. Mặc dù, giám đốc F-88 liên tục khẳng định, doanh nghiệp kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, tất cả hoạt động của F-88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty. Tuy nhiên, theo những nguồn tin tố cáo từ khách hàng thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Theo một số đơn tố cáo, hiện F-88 niêm yết lãi suất cho vay ở mức 1,1% trên một tháng, tương đương hơn 13% trên một năm để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ và trần lãi suất. Tuy nhiên, đây không phải toàn bộ chi phí vay mà khách hàng phải bỏ ra để thực hiện giao dịch. Vì cùng với mức lãi suất khá nhẹ nhàng này, tại điều 2 của bản hợp đồng cho vay cầm cố mà phía F-88 đưa đối với mỗi khách hàng sẽ có điều khoản phải trả thêm 1,4% trên tháng tiền phí thẩm định điều kiện cho vay và 5% trên tháng tiền phí lưu giữ tài sản cầm cố. Những khoản phí này lẽ ra chỉ thu một lần, nhưng lại thu hàng tháng và cộng lũy kế nếu nợ xấu. Nói đơn giản là nếu ông xe ôm cắm cái xe máy, nó thu lãi của ông rồi ông vẫn phải trả thêm tiền gửi xe. Còn nếu ông muốn có phương tiện mưu sinh thì cắm rồi thuê lại với giá cao gấp đôi. Như vậy tổng tất cả các loại phí mà F-88 tự đặt ra cho khoản vay khiến khách hàng phải chịu chi phí lãi vay khoản vay lên đến 7,5% trên một tháng hoặc 90% trên năm, vượt quá mức cho phép. Bên cạnh đó, theo công bố của F-88, sơ bộ mức lãi và phí cho khoản vay 10 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng là hơn 28% giá trị khoản vay. Như vậy, nếu tính mức lãi suất và phí theo năm, người vay sẽ phải trả cho F-88 mức lãi hơn 56% trên năm. Con số không tưởng với bất cứ loại hình kinh doanh hợp pháp nào. Điều đáng nói là, F-88 không chỉ gọi vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, mà công ty này còn phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư trong nước. Chỉ trong 2 năm gần đây, F-88 đã có 20 đợt huy động vốn từ phát hành trái phiếu, giá trị tổng cộng gần 2.366 tỷ đồng. Hầu hết các lô trái phiếu này đều có lãi suất 11,5-12,5% trên năm, cao hơn mặt bằng chung của thị trường khi đó. Ngoài trái phiếu, F-88 còn liên tục gọi vốn thành công từ các quỹ ngoại, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư cá nhân với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chưa tính đến yếu tố nước ngoài đe dọa đến an ninh quốc gia mà chỉ nói đến bằng một cách nào đó, F-88 đã có thể phát triển quá nhanh, quy mô phình to nhanh chóng. Thành lập từ năm 2013 và tròn 10 năm, công ty đã có 830 chi nhánh trên toàn quốc. Tốc độ phát triển quá nhanh của F-88 do đó đủ khả năng tạo ra một vụ án phá hoại kinh tế quy mô lớn. Trong khi đó, F-88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Và thời gian gần đây, hàng loạt vụ khám xét liên quan đến F-88 của Công an thành phố Hồ Chí Minh đều để điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản. Có nghĩa là bản thân các cơ quan chức năng đã nắm rõ một số sai phạm của F-88 và với mức độ phủ sóng của hệ thống cầm đồ này khi có bất cứ một sự kiện gì cũng có thể gây ra một địa chấn. Chính vì thế, việc đưa vào diện theo dõi đặc biệt là hoàn toàn hợp lý. Câu hỏi về F-88 có phải là tín dụng đen hay không thì hiện tại phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với những hành động cứng rắn và quyết tâm lần này của các lực lượng chức năng không chỉ với F-88 mà các công ty núp bóng mua bán nợ, tin rằng thời gian tới người dân sẽ đón nhận những thông tin rất lớn.